kiểu đầm dạng là nó biết hai bên lại ha. À, bên đây là đầm dạng như đầm thung thung su nha, bên đây phối tầng tầng bi bi ha, cho nên nhiều bạn thích mặc đầm tầng mà ngại nhìn sẽ mập đó, thì đây các bạn có thể chọn độ mỏng này ha. Nó làm như vậy, nó chia cắt ra thì bên đây có kiểu mà nhìn nó không có sợ bị mập nha, ngược lại thì nhìn rất là thon gọn luôn ha. Và đầm này mình mặc bên đây là mình 1,5 m, mặc có thường chạm mặc cá chân luôn, cho nên mấy bạn mà cao 1,7 m có thể chọn độ mỏng này ha, mặc không sợ bị ngán. Cái kiểu này là nó có tặng kèm cho mình một cọng dây, mình có thể thắt thắt hoặc không thắt cũng được nha. Thắt vào thì nhún nhá eo cho nó có eo ót hơn ha. Cái form mình đang mặc là size 2X nha, dành cho mấy bạn cao kiếm mặc căng phông lên thì cực đẹp luôn nha. Chiếc là chiếc khung ha, coi giãn nhẹ. Bên đây là chiếc vải von ha, von BB. Mẫu này đi tiệc thì cực kỳ sang luôn nha.